phương Đông, và các bạn có thấy chiếc điếu cày. Em có thấy chiếc điếu cày của chủ tịch? Kỷ vật, bảo vật của bác Lê Thanh Thản luôn. Đây, anh em có thấy chiếc điếu cày có logo mặt trời phương, có logo của Mường Thanh luôn. Gói điếu cày, gói điếu cày vừa được mang đến. Thank you.